là mấy cái chữ này. Trời ơi, mình giống như là phóng viên thường trú vậy đó mọi người. Ở phía sau là mọi người đang kiểu như là đang đào cây nè. Còn mình á là mặc kệ sự đời nha. Tại vì hôm nay là mình quyết định là mình sẽ tiếp tục cho nên mới đi nha mọi người. Được. Hào án. Và cái sự kiện này đang diễn ra thì mình nên tranh cái gì đấy? Mọi người có nhớ là cái video hôm qua của anh Baby là ảnh đã nhận được một bé rồng không? Ảnh cởi lên trời rồi ảnh bay tùm lum ảnh khoe mình quá trời luôn. Mà mình á thì không có. Xong rồi mấy bạn á cứ comment là chị Mel ơi cho anh Baby, cho anh Baby đi. Nó là mình đã nảy ra một cái ý định á, hay là mình sẽ giấu cái bé rồng đó của anh Baby thì để xem là phản ứng của ảnh như thế nào ha. Tự nhiên mà vào game cái tự nhiên thấy bé rồng của mình đã mất tiêu rồi, mà lại là con bé mà mình cày rồi mình tốn 300 kim cương để mở nữa thì bị mắc sẽ như thế nào đấy. Ok, và nếu mà các bạn muốn biết cái kết như thế nào á thì nhớ xem đến hết video nha. Nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Tất nhiên á là cho như vậy thì mình sẽ phải đăng nhập nick của anh Baby đúng không nè mọi người. Bây giờ là mình sẽ đăng xuất nick của mình và vào nick của anh Baby nha. Hello hello, mình đã vào nick của anh Baby thành công rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy? Mèo Tinh Văn, ô, anh nhận được con bé này rồi nè mọi người. Trời ơi, xịn nhở. Đây, để mình cưỡi cho các bạn xem nha. Là con bé này là anh đã mở khóa 300 kim cương để anh cưỡi luôn rồi á. Ô, trời ơi, lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được là cái cưỡi bé là như thế nào á. Tại vì mình đâu có đâu, xịn vậy. Xịn như vậy thì quyết định là cho là đúng đắn luôn. Tại vì á, hồi chiều á là mình chỉ tính cho ảnh bằng con bé này thôi. Đó, đây là con bé mà đầu tiên ảnh có luôn. Nhưng mà không ngờ là ảnh đã nhận được con này rồi. Trời ơi, đúng là dân cày có khác mà. Nhưng mà mọi người biết á là có một cái gì cản trở mình không? Là do con bé này nó to quá nên là mấy cái chuồng bé đó là không có cái chuồng nào mà có thể cho ẻm vào được luôn. Đây, 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 đây. Mình sẽ để hai cái chuồng này ra nha. Và bạn bé của mình á là không vào được cái chuồng nào hết. Tại vì nó to quá. Đó, nó lại là kích thước không thể bảo quản. Và bạn bé này chỉ có thể ở trong cái chuồng mà trong cái hộp bốc thăm này thôi. Tại vì mình thấy cái hàng rào này tên là hàng rào thú cưng rồng khổng lồ, là dành cho những bạn rồng khổng lồ như thế này. Thì cái mục đích của mình á là mình sẽ giấu cái hàng rào đó ở trong nhà của anh Baby. Xong rồi thì mình sẽ cho em bé vào trong đó. Và thế là anh Baby bấm vào ba lô là đâu có hiện ra bé đâu. Thì anh sẽ nghĩ là bị mắc bé nha mọi người. Thì lúc đó sẽ biết được phản ứng của anh thế nào nè. Hồi nãy anh than với mình á là anh mới mở hộp, anh mở full hết mọi thứ luôn nhưng mà thiếu cái chuồng bé. Trời ơi, tôi cũng chịu luôn á. Cái chuồng bếp mà tôi tính ấp ủ làm một cái phi vụ mà nó lại mắc. Hiện tại thì anh cũng hết kim cương nữa. Nên là mình quyết định nếu mà thực hiện cái phi vụ này á thì mình sẽ nạp kim cương vào luôn nha. Xong rồi thì mình sẽ mở xem là có ra cái chuồng bếp đó không nè. Rồi, để mình nạp kim cương vào nha mọi người. Ok, mình đã nạp xong rồi. Đây, 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 mình sẽ nhận nha. Đó, mình nạp cái gói 400 kim cương luôn. Đây, được 435 kim cương nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mở thôi nào. Thì mình sẽ mở 10 hộp luôn nha. Đó, tôi là không cần ra cái gì hết, chỉ cần ra cái chuồng bếp thôi là được. Ôi, trời ơi, trời ơi, cái chuồng bếp đi, cái chuồng bếp đi, cái chuồng bếp đi. Đừng, 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 đừng. Ô, không ra cái chuồng bếp. Ủa, bộ nó hiếm vậy luôn á hả? Ô, ra rồi mọi người ơi. Đây, 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 cuối cùng cũng ra rồi, trời ơi. May quá. Mình còn 101 kim cương luôn, may quá. Cứ tưởng là không ra. Ok, cuối cùng là mình cũng đã ra được cái chuồng bếp rồi. Mình sẽ lấy cho mọi người xem nha. Đó, nó rất là to luôn. Vậy thì mới vừa cho em bếp khổng lồ của mình được chứ. Nhưng mà mình sẽ không để ở đây đâu, mà mình sẽ giấu tuốt 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 trong đây luôn nha mọi người, để cho anh Baby không có phát hiện ra nha. Đây 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 đây. Tại vì nhà của anh Baby rất là rộng cho nên là anh sẽ không bao giờ mà đi qua đây đâu. Ảnh lúc nào cũng đứng ở ngoài cửa không nè. Đó, mình sẽ giấu đằng này nè. Đó, từ đằng cửa mà nhìn vô đây á thì không có thấy đâu mọi người ơi, tại xa lắm. Mình sẽ giấu nhét tuốt ở trong luôn nha. Ôi, mình đẩy vô trong được nè. Mình sẽ cho em bé của mình vào rồi mình mới để vô trong nha. Này, em bé này là rất là xịn sò đối với anh Baby luôn. Rồi, rồi, rồi. Đó, mỗi cái chuồng thì chỉ để được một em bé thôi nha mọi người. Trời ơi, dễ thương quá à. Giờ là tôi cho ẻm, đẩy ẻm tuốt vô trong luôn nè. Ơi, nếu vậy thì mắc luôn á. Mà thôi 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 thôi, lỡ mắc thiệt rồi sao? Mắc thiệt là tôi bị ăn đòn ấy nha. Ok, mình sẽ để cho không không, mình sẽ để phía sau cái cây đi. Đó. Ok, tôi để phía sau cái cây rồi, đâu có thấy đâu, thấy chưa? Giờ mình sẽ cho mọi người xem á là khi mà đứng từ xa thì sẽ thấy như thế nào nha. Đây, đây là tôi khi mà đứng từ xa nè, không hề thấy một cái gì luôn. Mà nếu có chạy gần lại á, nếu không để cái cây á thì cũng sẽ không có thấy luôn nha. Rồi, ok, bây giờ là mình sẽ bắt đầu là ao cái đít này ra rồi mình sẽ giả vờ như là mình gọi anh Baby vào game chơi cùng với mình nha. Và mình sẽ dụ ảnh á là lấy con bé ra. Rồi khi mà ảnh không tìm thấy con bé của ảnh nữa thì sẽ phải cứ như thế nào cho mọi người. Con bé này là anh ghép rất là cực khổ luôn á. Ba con bé mới ghép lại được một con mà đẹp như vậy á. Cho nên là bị mắc thì sẽ phản ứng sao đây ta. Các bạn nhớ đón chờ nha. Bây giờ thì mình đăng xuất đây.
Khi mẹ đã đổi ạc thành công rồi, bây giờ thì mẹ sẽ bắt đầu gọi cho anh Medi nha mọi người. Xem là anh Medi đang làm cái gì đấy. Hiện tại là mới update cho là ảnh chuẩn bị vô game câu cá hay là đi săn bét rồi đó mọi người. Để mình gọi nha. Hello. Anh đang làm gì vậy? Em coi gì đâu, Hoàng Nhân vết thương sầu. Gì vậy? Anh vô game đi săn bét với Miu nè. Anh đang trong game đó mà, anh đang nghe nhạc vừa đi đi kiếm cái viên đá nè. Ủa anh vô game nào vậy? Sao nãy giờ mẹ không thấy? Mới vừa vô, người ta vừa mới tắm vô xong nè. Vậy mẹ qua chơi với anh nghe. Ba phố Âu ơi, anh em mình bởi đó. Được được, bye bye. Trời mọi người ơi, anh Medi á là hên quá. Cái lúc mà mình vừa out game á là ảnh vô luôn. Trời ơi, không thôi là tôi bị phát hiện cái kế hoạch này rồi. Bây giờ là mình sẽ đi leo qua anh Medi luôn nha mọi người. Đây đây. Ô, đang làm gì vậy? Ủa cái chỗ này là chỗ nào vậy? Trời ơi, đây hình như là ở bên khu hometown mọi người ơi. Ở ngay cái cầu bị gãy luôn nè. Ô, thì ra là ảnh mới tìm được chỗ này, ghê ta. Mọi người biết tại sao lên được đây không? Là tại vì ảnh cưỡi con bé của ảnh á, con bé rồng á. Ô, bắt lấy luôn nè. Trời ơi, ảnh ra ngoài này được luôn nè mọi người. Tôi phải mét game mới được dám sử dụng góc lát hả? Giờ thì mình sẽ kêu anh Medi vào Discord nha. Hello. Hello. Kêu anh vô chơi vậy? Kêu anh vô chơi với mèo đi săn bét với mèo nè. Mèo chưa có thú cưỡi gì hết trơn á. Để anh bật nhạc nghe nha. Không mẹ. Tối rồi buồn ngủ quá. Nhưng mà anh có thú cưỡi nào anh cho mẹ xem ơi. Hồi chiều anh mới nâng lên một em tinh dân màu đen. Hơi bị xịn. Ui ơi dạ. Đây, đây đây anh cho em xem. Đây anh cho từng con nha. Đúng đúng. Ghê dạ. Mèo gì quên à, mèo lông vậy đó. Cho mèo ơi. Thôi con này màu trắng màu vàng là hợp mệnh anh luôn nè, chuẩn luôn. Trời không thèm, còn con nào nữa không? Phải có một con nè. Thôi. Còn con kia nữa nhưng mà con kia nó hiếm lắm. Đâu? Đây để lấy cho mèo xem. Đâu? Ok vậy. Đâu? Lát cái gì á, nó để nằm đâu rồi để anh xem. Ủa, mới ghép hồi sáng mà giờ không thấy. Biết nữa, chắc nó trùng màu chứ, chờ để anh xem thử coi. Ủa kỳ vậy. Ủa nó phải ở trên chứ. Sao kiếm dữ ta? Ủa anh nhớ để trong danh sách mà yêu thích mà ta sao tôi anh không thấy gì ta có mỗi cái cần câu với cái con bé màu trắng vậy? Là sao trời, đâu anh kiếm kỹ lại đi nha, mới ghép hồi sáng thì không phải là anh bịp em. Anh mới làm clip xong mà định đăng cho mọi người đặt lịch nè. Rồi. Ủa? Vậy là anh cũng mơ rồi á, mớ rồi á. Rồi xong rồi. Ủa? Gì vậy? Từ từ. Ủa sao con bé này nó mất tiêu luôn rồi? Là sao? Sao mất được? Ủa kỳ ta, hồi nãy anh nhớ anh cưỡi anh còn qua chơi với anh Toàn với anh My nữa. Mà sao kỳ vậy? Là sao rồi? Hay là anh nằm mơ không vậy? Con đó khó lắm sao ghép được. Nhưng bị cái mình lát á. Đâu anh thoát ra vô lại thử coi. Bây giờ mạng lát đó mà thấy anh đi luôn á, chắc anh nghĩ là bị lát hay gì rồi. Ủa sao tiện không thấy đâu, ta kỳ vậy trời. Ủa nếu mà bị lát thì con này cũng phải không thấy chứ. Bị gì vậy đó, bị mất hay gì á. Mất sao mất nữa. Nhà nói chứ vậy em nói thật cho anh nghe một tin nha. Tin gì ạ? Em nói thật cho anh nghe. Mà em nói tin thiệt này anh đừng có giận em nha. Gì vậy, vụ gì á? Anh nhớ bình tĩnh khi em nói nha anh. Em nói tới đây là anh không bình tĩnh rồi được rồi đó em. Hồi nãy em lỡ cho nó đi xa rồi á. Là sao? Anh có biết cái câu là bạn có muốn cho bé của bạn đi xa không? Anh có nghe không? Em đi cho nó đa đảo hả? Đúng đúng đúng. Ủa gì vậy? Ủa cho em vô nít anh. Thì nãy em vô nít anh chơi mà em thấy con nó xịn quá, cho nên là em lỡ bán con nó luôn rồi. Nên là anh đừng có giận Mèo nha. Sao chị Mèo bán mà anh? Anh có con đó để xài mà sao Mèo bán? Thì giờ anh xài con này đi. Nhưng mà tại sao em lại bán màu đen của anh? Ê cái con nó hiếm lắm nha, người ta tốn biết bao nhiêu cái con này, ba tận ba cái con này mới được á. Thì em cứ biết đâu em lỡ tay thôi mà làm gì ghê vậy. Em bán thiệt á hả? Thiệt thì giờ anh không thấy có nghĩa là em bán hay chứ gì nữa. Mèo có biết con đó anh tốn bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Người ta tốn 300 ngàn nữa mua cái thuốc kia rồi, để mấy trăm ngàn là có 500-600 ngàn nữa á. Ủa sao nhiều dữ vậy? Nạp tiền hồi nhà sao anh không nói Mèo? Người ta nạp mua cái loại kinh nghiệm cộng thêm người ta phải đi cày. Cày từ hồi sáng tới hồi gọi là gần chiều luôn người ta mới được cái con đó đó. Trời ơi tội nghiệp. Sao nay phá như vậy hả? Anh giận Mèo hả? Đừng giận mẹ, giờ Mèo dẫn anh đi ăn kem uống trà sữa nè. Uống gì đâu. Thôi chơi mình đi. Tại sao? Đừng mẹ. Anh đi đi ơi, Discord luôn rồi mọi người ơi. Giờ anh giận mình luôn rồi. Anh ghét Mèo rồi.
không, bây giờ là mình sẽ kêu anh ảnh vô đít lại nha. Nhưng mà mình sẽ không có tiết lộ cho ảnh biết là mình đã giấu em ấy đi đâu. Vui lắm hả kìa. Anh vô lại đây em nói nghe nè. Rồi anh bay đi luôn rồi. Kìa kìa anh đáp xuống rồi nè. Nói gì? Em sẽ tiết lộ cho anh nghe một bí mật. Gì vậy? Mới nghe bí mật anh vô luôn hả? Nào nói rồi. Thì sao? Bí mật đó chính là em sẽ bán lúc này đi luôn. Thôi yeah. Nè tôi nói nha. Ê, cái con này thì nó cũng không kém gì con kia đâu. Con này ơi đi ra, đi ra khác được lại đây. Ủa nhưng mà con này cùi bắp hơn mà anh hả nó xuống đây. Thôi tôi bay lên trời đây. Tôi tạm biệt tưởng đồng báo nữa. Cho mèo đi ơi. Anh không chơi với mèo đâu. Từ đây là khỏi Google đi nha. Tại sao? Phá nữa tốn biết bao nhiêu tiền của ta. Mà anh như vậy với mèo hả? May với nha là người ta quay clip rồi nha. Chứ tưởng đâu người ta chưa quay là mệt rồi đó nha. Anh không chửi mèo không đánh mèo hả? Đánh vậy kinh lỡ rồi thôi chứ. Anh yêu mèo đến như vậy sao? Tôi ghét, tôi không yêu nha. Vậy để em bán con này luôn. Thôi, tôi không có khẩu nha. Lì quá trời lì rồi nha. Tôi bán con này luôn. Đi ngủ đi, bớt phá đi nha. Ba phá nữa là anh mét mọi người đi nha. Tạm biệt. Anh mẹ. Rồi, anh BD lại audit rồi. Đây chính là bí mật giữa mình và các bạn nha. Các bạn đừng có tiết lộ bí mật của mình cho anh BD nghe nha mọi người. Trừ khi mà anh BD có thể coi video của mình thôi. Nhưng mà đối với anh BD thì anh BD sẽ nghĩ là cái con rồng đó đã bị mất tiêu rồi. Và không biết là khi nào thì mới có thể tìm lại được đây. Thôi thì cứ để anh BD tự tìm đi. Hoặc là các bạn có thể vào nhà của anh BD và tìm hỏi anh BD luôn nha. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Vì nếu mà các bạn muốn mình cho anh BD cái gì nữa thì các bạn hãy nhấn like video và nhấn đăng ký kênh. Đừng quên comment ở bên dưới content mà các bạn muốn mình cho anh BD nha. Và nhớ là bật thông báo để khi mà Mel ra video mới thì nó sẽ không cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.